hôm nay 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh Đồng Nai sẽ bắt đầu thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Theo đó, cùng với việc tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố sẽ tập trung xử lý phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho các em học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển, độ tuổi và giấy lái xe phù hợp. Trong đó tập trung vào các hành vi như điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không đội nón bảo hiểm, chở quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy dàn hàng ngang, đi ngược chiều của đường một chiều, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Công an tỉnh lưu ý mọi học sinh vi phạm đều bị gửi thông báo về nhà trường để xử lý giáo dục. Trước đó, trong tháng 9 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cũng tuyên truyền an toàn giao thông cho hàng ngàn học sinh, giáo viên của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.